Các bạn thân mến, để tạo hiệu ứng tuyết rơi cho video, ta cần chuẩn bị các công cụ và file video như sau. Trước hết, các bạn cần tải và cài đặt phần mềm Cam Studio. Ở đây tôi sử dụng phần mềm Cam Studio. Ở đây là phiên bản Cam Studio 8. Thì về cái cài đặt phần mềm này rất đơn giản, thì các bạn có thể tra cứu trên Google. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Cam Studio để tạo hiệu ứng tuyết rơi cho video. Tiếp theo, chúng ta cần tải file video lên với hiệu ứng tuyết rơi như thế này. Thì cái link tải cái file video này thì tôi có để trong phần mô tả bên dưới video này. Đây, các bạn có thể quan sát thấy đây là chính là cái file video tuyết rơi và có nền là màu đen như thế này. Và đây, để thực hành thì tôi có một cái file video bất kỳ. Đây có thể là video của các bạn tự làm mà chúng ta muốn chèn cái hiệu ứng tuyết rơi lên video này. Thì đây chính là cái video ban đầu chưa có tuyết rơi. Đây, các bạn nhìn quan sát đây. Tôi sẽ chèn làm sao tạo hiệu ứng tuyết rơi trên cái nền video này. Và sau đây ta sẽ đi vào phần hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi cho video. Đầu tiên, trên phần mềm Cam Studio, các bạn sẽ kích vào thẻ Import Media để chèn hai cái file video mà chúng ta giới thiệu lúc trước. Tôi đang để trong cái thư mục này. Đây các bạn. Một video là video tuyết rơi và một video là chúng ta muốn chèn cái hiệu ứng tuyết rơi lên video đó. Thì tôi sẽ mở cả hai cái file này. Đây. Đầu tiên ta sẽ chèn cái video giữ chuột trái. Sau đó kéo xuống phía dưới thanh timeline đây. Kéo cái video mà chúng ta muốn chèn hiệu ứng tuyết rơi vào ấy. Đây, đây chính là cái video ban đầu nó chưa có hiệu ứng tuyết rơi. Đấy, các bạn quan sát thế để nó chạy nhá. Đấy, chưa có hiệu ứng tuyết rơi. Rồi. Tiếp theo ta sẽ chèn cái video có hiệu ứng tuyết rơi là video này. Ta chèn ta để lên trên cái video ở check 1 thì khi đó nó sẽ tạo thành cái video check 2. Và nếu như các bạn thấy rằng là cái thời gian của cái check 2 này nó dài hơn thì ta có thể kích vào đây ta cắt nó đi. Hoặc là nếu như nó ngắn thì các bạn có thể copy và kéo dài ra. Thì đây tôi dài hơn tôi sẽ cắt đi. Cắt đi bằng cách ta sẽ di chuyển đến vị trí tiếp xúc nữa này. Sau đó chúng ta sẽ kích vào menu Edit này. Và chọn Split là cắt riêng cái file mà chúng ta đang chọn thôi. Sau đó chúng ta sẽ nhấn nút Delete trên bàn phím để xóa cái phần thừa đi. Rồi, bây giờ thì do là cái layer tuyết rơi đang ở trên cái layer video mà chúng ta muốn tạo hiệu ứng, thì khi ta nhấn nút play ấy, thì ta chỉ nhìn thấy cái video trên thôi. Bây giờ để tạo hiệu ứng tuyết rơi thì ta phải lọc cái màu đen ở trên cái video trên này đi. Và khi đó cái tuyết nó sẽ đè phủ lên cái video mà chúng ta muốn tạo hiệu ứng. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách các bạn kích vào cái video có hiệu ứng tuyết rơi này. Sau đó chúng ta kích vào cái nút More này. Sau đó các bạn sẽ kích chọn vào cái phần Visual Property đây các bạn. Đấy. Và lưu ý là trong quá trình thao tác là chúng ta vẫn đang chọn cái video bên trên này nhé. Ta kéo xuống dưới này. Các bạn tìm đến phần Visual Effect và kích vào cái chữ Remove Color đây. Tức là lọc màu. Và bây giờ do cái video này nó đang có nền màu đen rồi. Bây giờ ta sẽ lọc cái nền màu đen đi. Các bạn sẽ kích vào đây và chọn cái phần màu đen này. Đấy là ta quan sát thấy rằng là cái màu đen đã được lọc. Các bạn quan sát đây nhá. Tôi sẽ để cho nó chạy một lượt này. Đấy, như vậy là ta thấy rằng là đã có một chút hiệu ứng tuyết rơi rồi. Tuy nhiên là khi chúng ta mới chọn như thế này thì cái bông tuyết nó vẫn còn cái đường viền màu đen, nó không đẹp. Thì ta phải hiệu chỉnh là khác. Thì các bạn sẽ hiệu chỉnh là tiếp tục trong cái phần Remove Color đây. Ta sẽ hiệu chỉnh cái thanh Toneron đây các bạn. Ta sẽ kéo về vị trí giữa. Nếu như các bạn muốn đường nó mịn hơn thì ta sẽ chọn cái phần bông tuyết nào nó to nhất để ta quan sát. Ví dụ đây tôi sẽ chọn cái bông tuyết này chẳng hạn. Đây. Ta sẽ đưa về cái phần này cho nó dễ quan sát này. Đây, ví dụ tôi sẽ chọn cái bông tuyết này là nó to nhất trong những cái bông tuyết khác.
tức là nó gần cái vị trí quay mà hơn thì nó sẽ to hơn thôi. Thì ta sẽ di chuyển trên này, khi ta tăng lên thì là cái bông tuyết nó sẽ càng nhỏ dần, và ta quay về không thì bông tuyết nó lớn dần. Tuy nhiên là lớn dần thì xung quanh bông tuyết nó sẽ có cái viền đen. Thì bây giờ ta sẽ để ở cái vị trí nào tùy các bạn, và tất nhiên là bông tuyết nếu to quá thì nó sẽ hơi xấu, nó hơi thô, thì tôi sẽ để vị trí này. Tiếp tục cái thanh soft net đây thì ta sẽ làm mềm cho cái bông tuyết, tức là cái phần đường viền nó sẽ được mịn hơn. Thì tôi sẽ di chuyển sang đây để tôi hiệu chỉnh bông tuyết cho nó mịn. Đấy, như thế là ta chỉnh ở đây, và ta thấy rằng ta di chuyển con bông tuyết về đây thì cảm giác là nó vẫn đẹp hơn này các bạn. Đấy, thì như thế này là tôi thấy rằng là tôi đã cài đặt bông tuyết như thế này là hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay về ban đầu và ta cho chạy thử, nhấn nút play này. Đấy, như vậy là ta đã có một video với hiệu ứng tuyết rơi rất là đẹp, và các bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng này để trang trí cho video trong cái mùa Giáng sinh, Noel sắp tới. Sau khi chúng ta đã tạo xong một cái video như này thì bước cuối cùng đó là chúng ta phải xuất cái video ra để có thể tự chạy được, bằng cách các bạn kích vào cái menu Product and Share đây các bạn. Sau đó ở cái phần này chúng ta sẽ kích vào đây và ta chọn cái độ phân giải. Thông thường thì cái độ phân giải 720p này là độ phân giải lớn nhất các bạn, là đẹp nhất. Chứ nếu chúng ta để cái phân giải 1080 này thì nó lớn nhưng mà cái dung lượng của nó hơi nặng. Hoặc là ở cái 480p này thì cái dung lượng nó nhẹ nhưng mà chất lượng của nó lại hơi kém. Thông thường thì tôi hay chọn cái độ phân giải là 720p như này. Thì đây tôi sẽ chọn như thế. Sau đó ta sẽ kích vào nút Next này. Và đây ta sẽ ghi cái tên thư mục là, ví dụ như là hiệu ứng tuyết rơi chẳng hạn. Hiệu này ứng tuyết rơi. Rồi, sau khi đặt tên xong thì chúng ta sẽ chọn cái thư mục mà chúng ta muốn lưu. Thì đây tôi để mặc định. Nếu như các bạn muốn chọn cái thư mục khác thì các bạn kích vào cái biểu tượng folder này. Ví dụ tôi sẽ để lên desktop để tí nữa tôi lấy cho dễ chẳng hạn. Tôi sẽ chọn desktop này và tôi save. Thì khi đó đường nơi lưu nó thay đổi, tức là ở trên desktop rồi. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ kích nút Finish này để phần mềm render tạo ra cái video có hiệu ứng tuyết rơi cho chúng ta. Cái thời gian render này thì nó phụ thuộc vào cái độ phân giải của video mà chúng ta chọn lúc trước. Nếu chúng ta chọn độ phân giải cao thì là cái thời gian render nó sẽ lâu hơn, còn độ phân giải thấp, ví dụ như là 480p ấy, thì cái thời gian render nó sẽ là nhanh hơn. Và phụ thuộc vào cái thứ hai đó là cái thời gian, tức là cái thời lượng của video. Video càng dài thì thời gian render càng lâu, và đương nhiên là thời gian ngắn, video có thời lượng ngắn thì thời gian render sẽ nhanh hơn. Như cái video này của tôi, video gốc của tôi chỉ có 30 giây thôi các bạn. Đây, 34 giây nên nó render rất là nhanh. Sau khi render xong thì là Cam Studio 8 sẽ tự động mở giúp ta. Đây. Có thể nó mở ở đây là do cấu hình nó hơi yếu nên nó hơi chậm. Thì ta có thể hạ xuống. Ta có thể kiểm tra trong cái phần desktop đây, trên phần mềm nó sẽ báo là đã render thành công rồi các bạn. Trên desktop đã có cái thư mục là hiệu ứng tuyết rơi này, ta sẽ mở vào đây. Và đây chính là cái file đuôi MP4 này các bạn, chính là cái file video kết quả của chúng ta. Tôi mở con song sát nhé. Đây. Như vậy là cái video lúc đầu của chúng ta chưa có hiệu tuyết rơi thì sau khi chúng ta sử dụng phần mềm Cam Studio 8 và một cái file video nền tuyết rơi màu đen thì bây giờ ta đã có một cái video có hiệu ứng tuyết rơi nó đẹp. Và cũng với cách làm tương tự này thì ta có thể tạo được nhiều hiệu ứng khác, không chỉ là những hiệu ứng tuyết rơi. Nếu như chúng ta có một cái file video nền với các hiệu ứng thì ta có thể sử dụng cái chức năng lọc cái màu ấy. Tức là chức năng ở đây là đây các bạn. Chức năng ở đây chính là cái chức năng là Remove Color đây các bạn. Ở trong cái phần Visual Property của Cam Studio để chúng ta có thể lọc màu và tạo các hiệu ứng khác. Thì đó là cái video hướng dẫn tạo hiệu ứng tuyết rơi cho video để giúp các bạn có thể tạo ra những cái video cá nhân
chúc mừng trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.